Dạ em xin chào quý cô chú anh chị, lại là em đây. Thì hôm nay kênh của em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà có diện tích là 4 x 11,5 ở Bình Tân nha. Thì căn nhà này là hẻm hai sạc, hẻm xe tải đường Tây Lân đó quý anh chị. Thì đường này rất thông thoáng nha. Giờ sau này nó sẽ làm thông ra qua tỉnh lộ 10 cũng được ha quý anh chị. Thì căn nhà này được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một bếp và một phòng khách ha. Ở phía trước nó sẽ có thêm một cái hè nữa, cái hè để xe nữa nha quý anh chị. Thì nhà này là có sổ hồng riêng rồi nha. Khu vực này là khu vực đông dân cư rồi. Và xe tải chạy tới nhà luôn nha quý anh chị. Cái khu này đó là nó gần với lại chợ Tây Lân luôn á. Cách chỉ có vài chục mét thôi, 10 đến 20 mét thôi quý anh chị là ra tới chợ Tây Lân rồi. Thì nhà này hiện tại là chủ mới chuyển đi nha. Và hiện tại là để nhà này để trống ha. Thì toàn bộ nội thất là ở phía trên nó có giường và tủ á, thì sẽ để lại cho quý anh chị nào mua căn này ha. Nhà này mua về quý anh chị chỉ cần sửa sơ lại là được rồi, dọn vô ở được rồi. Thì của giá bán của căn này nhà này á là 3 tỷ tư nha quý anh chị, 3 tỷ tư thương lượng ít ha. Nhà thì cũng còn khá là mới á, tại vì chủ đi á để cắt điện á quý anh chị, nên em không bật điện mà em có thể quay lại được ha, có thể quay gió sáng hơn được, thì mong quý anh chị thông cảm cho em ha. Đây phòng khách thì khá rộng rãi, bởi vì nhà mà sổ hồng thì diện tích tầm 4 x 12 á, 41 á, thì khu này cũng khá là nhiều. Đây nhà vệ sinh thì cũng không có rộng lắm á quý anh chị, tại vì đa số là thiết kế cái bếp và cái phòng khách cho nó rộng ra thôi. Nói chung là thiết kế của chủ nhà này cũng tối giản lắm rồi quý anh chị. Gạch thì cũng ốp lên tầm hơn tầm mét 6 à. Mét 6 hơn mét 6 à. Đây bếp đây. Thì nhà này á hồi xưa á, là tại vì chủ nhà không có dùng máy lạnh quý vị. Nên cái kết cấu nhà nó không bị đục ha, đục lỗ này kia để cái ống máy lạnh đó quý vị. Đa số sao chủ nhà dùng quạt không à. Có lẽ là lúc trước chủ nhà cho thuê á, thì chủ nhà cũng về đây ở được mấy tháng và bây giờ thì cũng chuyển qua, tại nó có cái xưởng ở bên Bình Tân á, bên hướng Hương Lộ 2 đó, thì khách cũng chủ nhà cũng đã chuyển qua bên ở rồi quý anh chị. Đây bếp đây thì cũng nói chung cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Anh chị về có thể thiết kế thêm tủ bếp trên, tủ bếp dưới à. Tủ bếp trên thì cũng có rồi nhưng mà sẽ làm thêm cái tủ bếp dưới nữa, hoặc là làm dài ra thêm cái tủ bếp trên ha. Đây, thì em mời quý anh chị đi lên là một ha. Nói chung cái nhà này á, quý anh chị về cũng dọn sơ lại thôi, lỡ được rồi. Tại em thấy mọi thứ nó cũng còn khá là mới ha. Đây, chỗ cầu thang thì nó có một cái giếng trời nhìn lên. Này có tấm kính ở trên quý anh chị, nó không có mưa dột xuống đâu nha. Đây là phòng khách nè, đây phòng khách ở ngoài, gần ngoài ban công á. Thì cái giường với lại cái tủ á thì chủ nhà cũng sẽ để lại ha. Tủ thì học tủ ở dưới thì nó cũng bị hư rồi. Mình về mình sửa lại một xíu là mình có thể dùng được ha quý anh chị. Nhà không ở thì cũng khá là bụi bặm. Hay bây giờ em mời quý anh chị ra ngoài ban công ha. Cái nhà này là hướng Tây nha quý anh chị. Nhà này không dính quy hoạch ha, thì lộ giới nó chỉ là 1 mét ở ngoài cái hàng trước thôi. Thì những căn hướng Tây á, thì buổi chiều nó hơi nắng ha, hơi hắt nắng một xíu nha.
khu này ở thì quý anh chị yên tâm rồi. Anh chị nào muốn hẻm xe hơi này kia thì mua căn này là rất là tốt ha. Đây mời quý anh chị nhìn sơ lại căn phòng này á, thì rồi em sẽ dẫn quý anh chị xuống căn phòng phía dưới ha. Em mình xuống căn phòng phía sau. Thì căn phòng này có nhà vệ sinh trong phòng nha quý anh chị. Thì nhà vệ sinh này nó bằng nhà vệ sinh phía dưới á, tầng trệt đó quý anh chị. Cái phòng này cũng bằng cái bếp ở dưới luôn. Thì phòng này là phòng trống ha, thì không có tủ hay là giường ở trong này. Thì cái nhà này phù hợp với lại hai vợ chồng hai đứa con ở đó quý anh chị. Dạ em cũng xin kết thúc clip ở đây. Thì cảm ơn quý anh chị đã bấy lâu nay đã theo dõi kênh của em ha. Quý anh chị nào yêu mến kênh đó thì cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Em xin cảm ơn ạ. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn đăng nhà để bán á, thì cứ alo và hoặc là kết bạn số Zalo của em ở bên góc trên của màn hình đó quý anh chị. Thì em sẽ qua quay và đăng bán cho quý anh chị nha. Dạ thì em nhắc lại thì căn nhà này có sổ hồng riêng nha quý anh chị. Thì giá của nó là 3 tỷ tư ha, có thương lượng ít ha. Dạ cuối clip thì em cũng chúc quý cô chú anh chị là luôn vui vẻ và thành công trong công việc nha. Và dạ, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau. Dạ em xin chào ạ.